Buông ra đi. Bây giờ không cần đi nữa. Bây giờ về quê bà nội nuôi em đây. Nhưng ca này. Đấy nhá, anh để làm hình nền điện thoại luôn. Nhưng ca chuyển cho anh 100 triệu đồng. Bây giờ đấy, mày không đi ra làm nữa. Tao về tao đó bọn tao. Đúng rồi. 5 triệu. Để đi nhanh lên. Để đi đây làm gì. Hôm nay tao đang có niềm vui đây. Dừng. Taxi, taxi. Này đấy, cả tầm như này đấy là mày biết rồi đấy. Anh em mình nghĩ có chiến lược rồi. Tầm gì được không? Cảm ơn anh em. Chào chào anh. Hảo. Hảo. Trời. Sợ bố đụng. Đây rồi. Đây, ra đi, nhanh lên. Muốn gì? Tin vui, tin vui. Này. Biết gì chưa? Cho em đoán đi. Bán cái gì mới được, nói thẳng luôn ra đi. Bây giờ không cần cái gì nữa. Bây giờ về quê bà nội nuôi em. Đây Nguyên ca này. Đấy nhá, anh để làm hình nền điện thoại luôn. Nguyên ca chuyển cho anh 100 triệu đồng. Đấy. Chuyển rồi á. À sao Nguyên nhá. Nhưng mà anh về một mình á hay là như nào? Bây giờ em còn chần chừ gì nữa. Bây giờ mình có tiền rồi. Xong anh về anh đi làm. Anh đi làm những công việc mà mọi người làm công ty hay gì chẳng hạn. Làm gì để nuôi con thế thôi. Bây giờ là ý là cả em với anh là cùng về gì chưa? Đúng rồi, sống. Nhưng mà em đã chuẩn bị gì đâu. Sống một cuộc sống bình thường thôi. Ủa, không phải ký với ca tao sao? Một tỷ đi thôi đi, bây giờ 100 triệu là được rồi. Không phải ấy. Một tỷ vẫn to hơn 100 rồi. Về thì về được, nhưng mà em chưa chuẩn bị gì hết. Chưa chuẩn bị á? Vừa mới ngủ dậy. Bây giờ em lên chuẩn bị đi, có mấy bộ quần áo có gì đâu, nhanh lên. Không... Mấy bộ quần áo là mấy bộ quần áo thế nào này, mà ít nhất thì cũng phải 2-3 ngày mới chuẩn bị xong. Này anh bảo này nhá, Nguyên ca ấy bây giờ ấy vẫn đang nghĩ là em bị nặng đấy mới chuyển danh 100 triệu ấy, còn để mà Nguyên ca biết em không bị gì ấy thì thôi rồi, em chỉ bị bỏng nhẹ một tí ở chân, nó lan gắn vào chân thôi. Thằng Nguyên ca mà nó dễ dụ thế cơ. Em ai nhờ em à, hôm đấy em nhìn lửa bốc cháy to đùng như thế nó chả sợ. Nhưng mà bây giờ anh cũng về quê, anh về luôn hôm nay này em không về đâu, hay là có khi anh ở đây với em tầm 2-3 hôm nữa anh về. Anh gọi điện cho mẹ rồi, mẹ bảo cứ về đi. Nhưng mà em chưa chuẩn bị xong làm sao mà về được. Cứ ở đây để em ấy cứ đồ đạc 2-3 hôm nữa mới về được. Anh đến cuối năm là nó cưới mà. Cuối năm là nó cưới thì để từ từ đã. Bây giờ anh ở đây chung với em chờ 2-3 hôm thì em tính rồi kìa. Không thì thôi. Thế em còn vấn vương gì đây nữa. Anh cũng biết ở trên đây có bao nhiêu đồ đạc các thứ. 2-3 hôm em mới chuẩn bị sắp xếp được. Mới lại chuyện của anh bằng gái nữa. Bây giờ đi được đi thế nào được mà. Anh bằng gái nghi nhau anh ấy lại. Bây giờ về quê anh thế là xong. Không liên quan gì nữa. Không tham vọng. Không liên quan nhưng mà anh bằng anh ấy chơi bùa chơi ngải. Bây giờ kể cả như Nguyên ca đấy nên cơn đau tim đấy. Xa như thế mà còn dính đi. Bây giờ em đi cái anh bằng anh ấy bỏ bùa cái chết ngay chứ. Thế nhà này sao rồi? Nhà này thì em vẫn bình thường như thế. Bố rồi anh bằng anh ấy chuyển hết qua cho em rồi. Ủa? Sao em bảo em được xuất bên này rồi? Em được xuất bên đấy đây. Chỉ cần chữ ký của Nguyên ca đó thôi. Quá cái gì đó. Bây giờ anh ở đây đi, bố đồ để em xin cho. Bán đi xong về quê luôn, không còn bố đồ nữa. Bố đồ em xin một cái dễ không ấy. Bây giờ bố đồ bị anh bằng bỏ bùa rồi mà. Bây giờ anh bằng anh đi, bây giờ giao hết quyền cho em. Ủa thì bố đồ mỗi một cái nghe luôn. Thế em về em bảo bố đồ đi, nếu anh bây giờ anh ra có nước có gì. Nếu ấy thì anh cứ ra quán nước đi, tí bố đồ dậy em bảo cái. Đồng ý cái bảo anh ngay nhá. Em nhắn tin luôn đi chứ. Gì 100 triệu. Cứ ở đây 2-3 hôm xem như thế nào rồi về quê chứ. Bây giờ tính nước đi không, 100 triệu mà anh... đã về thì làm sao mà được mà. Anh tính đi bởi vì Nguyên ca biết cái nó cho người đến lấy lại ngay, em nghĩ sao? Biết là biết thế nào được. Bây giờ mình bỏ ra 100 triệu mình gọi thầy thuốc giỏi chữa cái là được đi, có gì đâu. Anh không biết tính toán gì cả. Bây giờ 100 triệu mà đi nữa làm bao nhiêu đâu rồi không lấy 100 triệu đâu. Nó biết ngay. Phải lấy cả cái căn nhà này. Biết là biết thế nào nó biết ngay bây giờ. Nó biết thì mình phải tính kế mình xoay cái khác đi. Bây giờ tiền mình cầm trong tay nó lấy lại làm sao được. Thế thì tôi vào bảo Udo đi, nếu được ở cái bảo anh nghe gọi cho anh nghe nhé. Để em vào bảo Udo chắc tầm bây giờ mấy giờ. Xong rồi nếu mà sang tên được của em rồi thì mình cứ phải quê một thời gian, còn đất này mình không lo mất đâu nhá. Ui tí tầm 3 giờ bố độ dậy em ấy không? Ừ đây. Em vào nhá. Ừ. Có gì tí em nhắn tin cho. Đi sao con nước mà mày về quê thì tao đi đâu? Đi đâu? Mày bây giờ lớn rồi mày đi đâu chẳng được. Ủa? Mày bảo cho tao theo mày, bây giờ mày về quê vợ mày thì tao đi đâu? Ôi, tao đi đâu? Thì bây giờ mẹ tao đưa vợ con tao về ở chung, mày lại ở chung nữa. Ở làm sao được? Thì giờ tao biết đi đâu được. Đi đâu cái gì? Tao ấy, 100 triệu này tao chia mày 5 triệu, thế là xong. Đi. 5 triệu thì tao biết sống như thế nào được, tao đi đâu được.
bây giờ thế là mày kéo tao từ trên kia về, xong bây giờ mày nói thế tao biết đi đâu. Này, tao không là người có gia đình nữa nhá, mày tự lo cho bản thân mày đi nhá. Bây giờ ấy, mày không đi theo nào nữa, tao về tao ở vợ tao, được chưa? 5 triệu may lắm rồi, đọc thôi vào đây. Không bao nhiêu? Tao không cần cái 5 triệu, nhưng mà bây giờ mày bảo cho tao đi theo, xong bây giờ mày bỏ tao như này, mày nghĩ thế mày được à? Vấn đề bây giờ anh em mình, tao không cần 1 tỷ nữa, 100 triệu tao đủ lâu cho vợ con làm thế thôi. Còn mày đi đâu thì cuộc sống của người thi thoảng anh em mình gặp nhau thế là xong. Mày điên à? Thế mày nghe được mẹ bây giờ tao có gia đình rồi mày. Gia đình bây giờ tao tập trung vào gia đình, bây giờ anh em mình cái nghĩa của anh em mình ấy vẫn còn ok, anh em vẫn ok, nhưng bây giờ làm sao ở chung với nhau nữa. Đấy, mà bây giờ tao mày bỏ tao đi, tao biết đi đâu về đâu nữa. Mày nói nhanh cái gì? Mày đi đâu kệ quyền của mày, kệ mày. Mày nói thế mày nghe được. Tao đưa rồi, tao đéo đưa ơi. Bây giờ mày nói thế mày được á? Tao chở nó mày 5 triệu mà bắt xe đi đâu mà đi. Cái tiền của tao đéo cần. Mày thế đéo được. Mày nghĩ bây giờ mày lấy được 1 tỷ nữa hay sao hả? Bây giờ anh em mình tản đi. Cứ đợi xong cái vụ này mày thích đi đâu mày đi đây. Mày phải nhanh đi. Tao cho mày đi. Mày nên nhớ đấy. Bây giờ nó cũng ra về đâu, bây giờ khi nó nguyên ca xong thì rồi mình được 1 tỷ mình thích đi đâu mình đi. Tao mày cũng gửi một lời cũng được. Cái vấn đề tao không muốn chia cho mày, ok. Tao muốn cái nhà này đấy là của tao nhạ thôi, thế thôi. Mày nói thế mày nghe được á? Tao chia cho mày ít thế được rồi, mày đi mày chẳng làm gì, ok đưa đây. Mày bỏ ra, mày như thế tao đéo cho mày đâu. Thế tao kéo ra về đi, mày nói những lời đấy á. Mày thế mày xem lại mày đi xem mày có được không? Này, cái nhà này ấy, cùng lắm ấy, hạ lấy tao được cái nhà dưới này. Cái bây giờ mày ở cùng với vợ con tao á, mày bị ngáo à? Hả? Lấy cái mình ra mình chia ra 500 triệu đây. Sao giờ mày nói những cái câu đấy nhỉ? Bây giờ không có 1 tỷ nữa. Bây giờ có 100 triệu này thôi, mà 100 triệu này tao chỉ lo được cho gia đình tao, không thể lo được cho mày. Cho mày 5 triệu là nghĩa anh em mình lắm rồi. Ok. Thì 5 triệu đi. Nó quá ít, bao nhiêu ngày tháng giờ tao theo mày, tao giúp đỡ mày như thế. Đi đâu thì đi, kệ mày. Còn tao ấy, bây giờ tao có gia đình rồi, mày tránh xa tao ra nhá. Còn anh thỉnh thoảng anh em mình gặp nhau thì được rồi, đưa đây. Tao đéo đưa ấy. Mày đưa tao, mẹ mày thả tao đây á. Đưa. Mày thấy mày được, mày nhớ mà tao ấy. Mày đừng để còn nguyên. Bây giờ ấy, đừng bao giờ nhờ tao giúp mày một cái đéo gì cả. Để nguyên mày còn có 5 triệu nhá. Tao đéo cần tiền mày.